Ở đây mày cho sữa cho con nào. Uống sữa đây. Em. Đấy, con nhem ấy. Uống sữa, uống sữa. Uống sữa. Con xin mẹ chưa? Xin như nào? Cái tay như nào? Xin như nào? Hết con nói như nào? Có tàng rồi. Chị nhé con nha. Con lấy cho mẹ đi vứt nè. Mẹ đi vứt nhé. Đi chân xuống, đi dép vào trong rồi đi hái quả. Nào. Đây mẹ mẹ. Câu à. Đi dép vào. Nào. Chân hư rồi. Để mẹ cho tự bếp cho. Đấy. Bếp cho. Bếp đây mẹ. Bếp. Chấm đứt đấy. Bố vào nhá. Nào. 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 Mẹ bê con bên này. Quả gì đấy? Có. Mẹ lấy quả táo cho con nhé. Quả bí đây. Nhiều chưa?
đi về nè. Con nhặt sữa cho mẹ nào. Nhặt sữa. Nhặt mũ nữa. Đưa đây. Nhặt mũ nữa. Mũ nữa. Đấy. Rồi nha. Đấy. Bé ạ. Bạn đi à? Này cân bao tiền?
cháu cần đưa lại hai cần nữa gì đưa lại đi luộc thì tao còn phê rồi. Cân nào đủ hay chưa đủ? Sao nào? Thưa một tí, quả này lại thưa rồi. Ấy à, zin rồi. Rồi, ok. 20.000 đi. Được, cân này. Đi nhá. Cân này. Đây, cháu làm cân này. Ừ. Cái gì nhá? Bán quả bí à? Cân bao nhiêu? Cái này cân 10.000. Một cân. Hả? Quán nó vào nha. Ai đi? Đi cạnh cân nhá. Chị ăn đĩa, cho ăn tiền. Cho ăn mai. Hơn 4 cân. Cân 10.000. Đợi mẹ đó con. Một tí cho nó rách.
Đây mẹ lấy sữa cho con nhé. Thank you.
đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầu con ướt hết rồi à?